Vì sao tôi theo đạo Phật? Doanh nhân Phạm Minh Hương. Đến với chương trình Vì sao tôi theo đạo Phật là bà Phạm Minh Hương, nữ doanh nhân, chủ tịch chứng khoán Việt Nam Direct. Qua lời giới thiệu của MC Thảo Nguyên, các hành giả được biết đến một Phạm Minh Hương trong cơn bão thị trường chứng khoán những năm 2010, mất mát quá nhiều tiền bạc. Khi đó nữ chủ tịch cân nặng tới 68kg. Nghỉ 4 năm ở nhà, xa rời công việc, sau một khóa học về phong thủy và triết học phương Đông, nhưng bà vẫn thấy có cái gì đó không ổn. Vì theo bà, Minh Hương sinh ra và lớn lên ở thời kỳ mà trong lý lịch ghi là không tôn giáo, nên đối với bà, đạo Phật là những hình ảnh, những người đi vào chùa là trốn tránh hiện tại và có cái gì đó rất là mê tín dị đoan. Bà đã đi tìm rất nhiều sách để đọc nhưng quá nhiều từ Hán Việt nên không hiểu. Khi nhờ vào nghe bài pháp thoại của Thượng Tọa Thích Nhật, từ khi đó bà đã không thể tưởng tượng được là tại sao có kiến thức tuyệt vời như vậy mà cũng có lúc bà cho là mình rất giỏi. Cái gì cũng biết thế mà có những điều tuyệt vời như vậy mà mình không biết. Khi mới bước vào đạo Phật, bà đã hiểu rất sai về đạo Phật, là đi tu có nghĩa là phải buông bỏ hết để cho ngũ căn của mình không phải tiếp xúc với cái gì cả thì mới có thể tu được. Minh Hương đã thay đổi rất nhiều sau khi theo và hiểu đạo Phật để trở thành một con người bình tâm trước mọi vấn đề. Bà vẫn làm việc nhiều như ngày trước, không có gì khác cả. Nhưng công việc hiệu quả hơn, bình an hơn. Theo bà, khi càng có nhiều thách thức, càng có nhiều khó khăn thì càng trưởng thành nhanh. Bà đã cảm ơn cuộc đời đã cho bà nhiều trải nghiệm, vô cùng nhiều khó khăn thách thức để hoàn thiện mình hơn. Giờ đây Minh Hương là một phụ nữ mảnh mai, có phần an lạc mãn nguyện hơn so với hình ảnh đẫy đà và mạnh mẽ trước đây. Quay lại với chứng khoán, nhưng công việc mà bà yêu thích lại là dự án thực dưỡng, mà theo bà đó là nghệ thuật sống an vui. Triết lý về sự công bằng của vũ trụ qua phương pháp ăn chay dưỡng sinh và phương pháp luyện tâm của nhà Phật. Bà ăn chay trường và còn mở một cửa hàng thực phẩm hữu cơ và chay dưỡng sinh để truyền bá cho cách sống mà mình tâm đắc. Thời của bà, khi sinh ra cùng cái khổ, cái đói nghèo của cả nước do mẹ không có sữa, nên lấy nước gạo làm sữa, nhờ thế mà bệnh viện ít, không có bệnh tật. Khi có tiền nhiều, ăn thịt nhiều, khi đó bệnh tật đầy người như mỡ máu, gan nhiễm mỡ, hay cáu giận và stress nặng. Bà chia sẻ, sau một thời gian ăn chay trường bà thấy sức khỏe tốt hơn, nhẹ nhõm hơn. Giờ Minh Hương ăn gì cũng thấy ngon. Không nhất thiết phải ăn cao lương mỹ vị mới ngon, ít khi bực mình hay cáu giận nên xử lý công việc tốt và minh mẫn hơn. Theo bà, khi mọi người hiểu về trật tự của thiên nhiên, khi thực phẩm thuần thực vật mà chúng ta ăn đúng có thể giúp cung cấp năng lượng mà cái chúng ta cần là giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể. Đó là lời chia sẻ nhắn nhủ đến mọi người chứ không phải do ăn chay mà thiếu chất.